Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình đi vào bếp và nấu cho ông xã mình một cái món ăn cực kỳ đạm bạc và dân dã. Đó là mướp các bạn, canh mướp cùng với cá chiên. Thì mình mời tất cả mọi người cùng vào bếp với mình nha. Đối với ở Việt Nam thì những trái mướp như thế này mình thấy có rất là quen thuộc đúng không mọi người? Nhưng mà ở bên Mỹ này á, nhiều khi á họ mình đi ra chợ mình mua mình cảm thấy rất là mắc, và cái đôi lúc á là mình muốn là tự tay mình có thể trồng được cái trái mướp và mình có thể đi ra ngoài vườn hái tận tay và ăn như thế này thì nó sẽ ngon hơn các bạn. Các bạn thấy khi mà cái mướp này á là cái mướp nhà trồng á các bạn, và đôi khi nó mắc, tính ra mình tính tiền công và tiền nước mình trồng á thì nó mắc hơn so với mình mua, nhưng mà khi mình ăn được từ cái trái mướp mà mình được tự tay trồng và hái á thì mình cảm giác nó sẽ ngon hơn, và tự nhiên lúc đó mình lại có được cái cảm giác là thân thuộc của quê nhà Việt Nam. Dù á cái người mình đi đâu đi chăng nữa thì cái nguồn gốc của mình á mình vẫn nhớ về Việt Nam các bạn ơi. Đôi khi á mình cuộc sống này á là nó đòi hỏi mình phải đi theo vật chất đồng tiền, nhưng mà cái gì từ cái nguồn cội á thì người ta vẫn yêu thương hơn, và nó là cái nguồn cội rồi thì dù gì nó cũng tạo cho cái người con của người Việt Nam sống xa xứ họ cũng cảm thấy thoải mái hơn và hạnh phúc hơn khi mà ăn được cái những món ăn quê nhà. Mình sẽ bưng cái này đi ra ngoài sân và mình chiên xào ở ngoài sân nha các bạn, tại vì cái mùa hè á thì ở trong nhà mình chiên xào nó sẽ qua đi quẩn cái mùi đồ ăn. Đây, mình sẽ để ra ngoài. Rồi. Để trong chứ. Sau một hồi vật vã với cái bếp thì bây giờ mình đã hoàn thành cái món cá chiên và mướp nấu canh rất là đơn giản, và cái món của quê nhà ngày xưa khi mình còn ở Việt Nam mình rất thích ăn. Cho anh nghĩ cái đọc Các bạn đồng mình mời các bạn cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Rồi đó, múa đi. Thì với cái món ăn anh này gì á nữa, anh gì thì ăn cá mình ăn không, mình con cá cảm thấy nhớ nhà vô cùng, và nhớ những cái bữa cơm mà mình ngồi ăn với không, ba không. mẹ ông bà lúc mà mình còn bé xíu á các bạn. Ăn một bữa cơm như vậy á nó rất là ngon, đôi khi chỉ là cơm canh đạm bạc như vậy thôi mà mình cảm thấy rất là ngon. Và khi mà mình đi định cư Mỹ á thì cái món ăn đó nó vẫn là một cái món đặc sản đối với mình khi con mà chịu mình hoa ở nước ba ngoài các bạn. Cái ớt tím bây giờ nó chưa có cay lắm hả? Món này mình cao sao ăn chưa cay. Ớt đó em tưởng nó cũng nó sành sành chứ nó cũng cay, mà này nó cay thơm thơm, nó có vị the the thiệt là nhẹ. Gì con? Ý kiều.
trầu luôn ạ. Ủa con móc đâu? Ẹ hả? Ẹ đâu vậy? Ẹ rồi ẹ đây nữa. Ẹ đâu vậy? Ờ đây mày chùi cái. Đâu vậy con móc đâu vậy? Cái này ẹ gì? Rồi, rồi ẹ ẹ rồi cầm đi. Cá chiên. Con nói đi. Cá chiên. Đúng rồi, cá chiên. Cá. Cái đó cá đá còn cái cá chiên rồi. Cái này cá chiên nè. Các bạn ăn đá. Ăn một bữa cơm này nhé. Quên nhận rồi. Bữa cơm mình nhớ mấy cái bữa cơm đạm bạc Việt Nam mình ha. Cái gì con? Cá chiên. Cá chiên. Đúng rồi, cá chiên. Còn kia là cá sim. Cá kia là cá sim, còn này là cá chiên. Biết không? Khác nhau, không phải giống nhau mà con. Khác hả? Ừ, khác nhau. Ơi. Hai chén rồi. Ít vậy? Đói quá, nằm đụi mà. Ăn phần này nó giòn. Rá nè. Ai? Cái gì giòn á, anh nhường cho em hết á. Thảo không ơi. Anh cũng nhường em hết á. Thịt sức. Để cho anh là được rồi. Không ăn khô, ăn đầu cha anh ta. Không, cũng như cái đầu. Em thích đầu, anh nhường đầu em, anh đâu dám ăn đâu. À, trong phải xương cũng ăn. Xào xạo. Cá, cá. À, cá, cá đá, cá đá. Cá. Ừ, cá đá. Cá chiên, cá chiên. Cá chiên. À, đúng rồi. Cá chiên. Cá chiên. Bông bông. Làm như bông thiệt. Gì? Làm như bông thiệt. Bông thiệt chứ bông giả bông thiệt kìa. Bông thiệt. Thiệt bé rồi chủ đi lon á. Cái gì? Cái đó mình gắn lại cho con để nó mất. Gắn lại xe cho nó. Ngồi cái ruột ghế đào đứt đào lùng. Ngồi đây mới đúng rồi con. Ngồi ngồi đây coi cá nè. Dò. Húp, em cầm. Ăn không? Con ăn không? Ba lấy cho con ăn. Ngon quá, ngon quá. Cá đó. Ngon. Cá. Ờ, cá ngon. Nè. Ngon. 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 Cá, cá, cá. Cá nữa. Cá. Xương ngon quá, đưa này nhỏ rồi. Nó ăn á. Ê, gớt. Đó đây. Bỏ đây. Rồi, chuyện áo quần vô. Giỏi quá. Phong tục Việt Nam đó con ha. Chét vậy đó mới được. Nó con ha. Ta. Ta. Ngon quá con ha. Nhờ đắp, nó kêu gấp á.
Không chịu bắp dảnh á. Ngắm mà chấm với mắm dảnh. Ngon con ha. Ngon ha. Ngon ha. Ừ, ngọt quá. Lupit nữa. Lupit. Lupit hả? Ừ, Lupit. Lupit hả? Dạ. Mày như trong hộ. Phải dùng té con. Té, phải dùng té. Ngồi xuống đàng hoàng, té đó. Ngồi xích vô, ngồi xích vô, ngồi xích vô, đúng rồi. Đó, ngồi xích vô. Ăn cho nó giỏi đi. Oh. Blue pick, blue pick hả? Trời, con mỏ nhọn quá. Trời ơi. Rồi, nhiều chuyện quá. Tao ăn canh mướp không? Ừ. À, canh mướp nè, mướp nè. Ừ. Rồi sao chấm này hả? Rồi sao mâm phải không? Mâm, mâm. Nè, gắp đi. Nè, gắp đi. Nè, muỗng nè. Nè, muỗng nè, đó, muỗng nè. Nhìn thế mà ngon quá. Ờ, đó. Anh no rồi. Đó. Lại xuống. Ok, bữa cơm của mình ngày hôm nay đã hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Hẹn đi bye con. Bye.